Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ bánh xích dùng vào nhiều mục đích, có thể đi trên những cái đường lầy trơn trượt hay là mục đích leo lề, leo cầu thang và nhiều cái ứng dụng khác. Cái bộ này thì nó có các cái kích thước cơ bản như sau. Về cái bản rộng của thằng lốp này là 10 cm, còn cái chiều dài nhất của bánh xích phần tiếp xúc với mặt đường nó khoảng 45 cm. Bộ này thì có tăng chỉnh xích, đây chính là cái phần tăng chỉnh xích đây. Cái phần tăng chỉnh xích thì được sử dụng với hai cái con ốc này. Đây chính là hai cái bộ phận kết cấu để tăng chỉnh xích. Bên này cũng thế này. Đây là hai cái bộ phận tăng chỉnh xích này, để tăng độ căng trùng. Ngoài ra thì bộ này vẫn sử dụng cái kết cấu gối đỡ nhung và đĩa phanh bình thường. Nếu như các bạn làm những cái mục đích khác thì có thể sử dụng 4 cái bánh xích như này cũng được, và sử dụng trục độc lập, còn để chuyển động bình thường như 3 bánh thì có thể làm 2 bánh này cũng được. Cái này nó chỉ là phần thiết bị thôi, còn thiết kế như thế nào thì nó còn tùy vào theo cái yêu cầu và cái công việc của mình nữa. Chiều rộng của hai bên bánh này thì có thể thay đổi được từ 1 mét, trục của nó là 1m05, thì nắp bánh vào thì nó có thể ra đến 1m1, còn cái như cái trục ngắn nhất này thì nó là 60 cm, nắp bánh lên thì nó rơi vào khoảng 70 cm. Đây chính là, sau đây là một số cái hình ảnh chi tiết về sản phẩm mình xin gửi đến các bạn để tham khảo thêm.
Thank you.